Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua thì một đợt không khí lạnh mới lại được tăng cường, ban ngày trời khô ráo trở lại, giảm mây và hứng nắng. Miền Bắc vẫn còn buốt giá, mức nhiệt thấp nhất ở vùng núi tiếp tục trong khoảng từ 4 tới 7 độ, còn tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ ở ngưỡng từ 8 tới 11 độ. Sang tới ngày hôm nay, nằm sâu trong khối không khí ổn định nên toàn vùng khô ráo và có nắng sớm. Không khí được sưởi ấm nên cảm giác buốt giá giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày các tỉnh vùng núi phía Bắc giảm dần, sẽ tăng lên ngưỡng từ 14 cho đến 16 độ. Các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên mức từ 16 cho tới 18 độ. Dự báo đến ngày 27 tháng 2, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh di chuyển xuống nước ta. Tuy nhiên cường độ không mạnh và có xu hướng lệch đông, nên sẽ gây sương mù về sáng sớm. Sang tháng 3, Bắc Bộ sẽ vẫn có những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, nhưng mức độ rét cũng như nền nhiệt độ sẽ không giảm sâu như đợt rét vừa qua. Miền Trung, không khí lạnh thì vẫn dồn xuống, tuy nhiên cường độ của không khí lạnh đã qua giai đoạn mạnh mẽ nhất. Vì thế mà mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Định. Thời gian tập trung về đêm và sáng. Còn trong ngày, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên mức từ 16 tới 19 độ. Trời vẫn còn rét, nhưng rét đậm chỉ xuất hiện ở một số nơi ở phía Bắc. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 23 tới 25 độ, trời rét về đêm. Trong khi đó, ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, hôm nay trời có nắng, nên nhiệt độ ban ngày ở mức từ 28 tới 30 độ. Nhưng không khí lạnh vẫn gây ra quá trình giảm nhiệt cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời có nắng từ sáng, nhưng cường độ không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 27 tới 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 31 tới 33 độ. Chiều tối, khả năng mưa trái mùa còn xuất hiện rải rác ở ven biển miền Tây Nam Bộ. Về đêm thì mức nhiệt ở Tây Nguyên chỉ từ 15 cho tới 18 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 21 tới 24 độ.